Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đến trên kênh Nắng Đẹp Miền Tây nha. Thì hôm nay Như đang có mặt tại Sóc Trăng. Trước hết thì thăm bò cò và các cô chú ở đây. Thứ hai nữa thì cũng theo cô chú thu hoạch xoài đầu mùa. Thì mời cô chú anh chị cùng tiến vào bên trong xem gia đình của cô Ba Hương vẽ tới đâu rồi nha. Mưa tới rồi cô Ba ơi. Dạ. Cô Ba vẽ được nhiều chưa? Có thấy mưa chỉ mưa rồi trời, đúng hộp. Chú con ổng thử đó về nãy có mưa cái nó không có bị đồng ướt xuống hết. Là người nước hết trơn. Chào cả nhà, còn chú Như. Dạ. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Đâu á, cả nhà mới gặp lại cô ba nè. Cô ba chú Dương Út nè. Út nè. Bữa nay Hương vô vụ thu hoạch xoài cả nhà ơi. Trời ơi, xoài chín cây ngon quá. Hôm trời Hương có nhắn cho Quỳnh Như hay đặng xuống chơi. Trời, chứ xoài chín cây luôn nè cả nhà, nó học nó vàng luôn rồi nè. Chắc thơm lắm. Cây rồi con. Giờ đầu mùa Như ngon lắm. Dạ, chắc ngọt lắm hả cô ba? Nó ngọt lắm. Thơm không? Thơm ha. Thơm quá Dương Út ơi. Bữa nay bẻ nhiều hơn Dương Út xuống phụ đó hả? Rồi, kìa, cậu hai kìa. Cậu hai, quá hai. Chào cả nhà nha. Dạ. Bữa nay đi phụ Hương bẻ xài cả nhà ơi, tại vì tháng này trời mưa á. Rồi mình phụ tay chân cho nó đông đặng bẻ luôn rồi. Chắc không tiếp. Đi chắc không tiếp. Do là tháng mưa á cả nhà cho nên là mấy anh em cũng xúm lại phụ Hương á, tại vì thời gian không có được lâu, sợ ông trời ông mưa bất tử rồi cái mình bẻ không đi để ông thợ mưa. Ông chợ này mù quá ha. Ông mù quá. Mới tới 10 giờ mà ông mù quá trời. Con đi ra được nửa vườn là không thấy chuyển đen hết trơn. Giấy nền thôi, cái giấy này đây. Này là mình bắt đầu mùa mới hả cô ba? Mùa mới đó con, bắt đầu vô vụ rồi. Một người tay chân thấy ma quá ha. Nhờ đông mà vui đấy. Để tháng mưa này mà ít cái bẻ để không gọi đâu. Thấy mưa làm gì cũng cực hết trơn. Mưa làm gì cũng bất tiện cho con. Rút mình rút. Là buổi sáng của mình, buổi chiều của ông trời. Tranh thủ mới được. Sáng cậu hai với Dương Út. Sống bên kia nha hai. Trái chung rồi hả? Bẻ nè. Là chín hả? Đây, chín. Xài tháng này trái nó bự hơn nhưng mà nó ngọt dữ lắm nè. Tại mùa này chứ. Đầu mùa trái nó có bự không? Tại vì nắng ha. Rồi giờ tới ông chợ mới mưa nè thì nó không còn lớn nữa, nó già. Một năm gì cô ba làm được mấy vụ xài cô ba? 2 vụ con. Dạ. Như là xài này là 2 vụ là cô ba bẻ xong là xịt lại vụ khác hả? Cô ba bẻ xong cái xịt lại cái Tết bẻ đó con. Dạ. Nó hết lớn mập lên nè. Thì cái xài tháng này nó không có bự bằng vụ Tết ha. Không à, xài chín cây thơm ghê luôn á. Da đẹp ha. Da đẹp. Nhà cái da đẹp. Sao mà em á thì em không thích trái bự không? Mình trái gôi gì cái mình ăn trái này nó vừa ăn rồi nha. Bự không ăn hết. Bự quá ăn không hết. Mình nhìn thì trái bự này đã mất. Cái bự này nó hàm. Không em thấy cái gì cũng không có gì mà qua cái đẹp là được. Đẹp nhã bên ngoài đẹp là đẹp rồi đó. Không mà con thấy xà này vừa đẹp mà vừa ngọt nha. Đó Dương Út thấy út liễu đẹp cái nó kết liền. Tại vì không có gì qua cái đẹp chơi nha. Xài đẹp nhưng mà nhà chất lượng nó mới được. Xài này thì ngọt chất lượng. Cô ba với mợ hai đi gom lại nè con. Dạ. Gom lại một chỗ đó. Hồi đó mình làm cần sát cái mình làm hàng mình vô cần luôn. Với mình gom lại một chỗ chờ tháng này mưa gom lại tận có 10 mà lấy cao su mình đậy luôn. Xài chín cây nó thơm quá. Chắc chuông này là nhà mình tự hái thôi cô ba. Tự hái con chú con cũng tự xịt. Dạ. Chú con mua xài vườn của người ta mua năm á. Dạ. Rồi mình tự xịt rồi mình tự bẻ đi bán vậy nè. Dạ. Còn cái loại xài Đài Loan là lái lại nó coi rồi nó hái luôn. Xài này cũng có lái đi mua nữa con, mà chú con thì hồi đó giờ đi bán ở trong Sóc Trăng đó. Dạ. Nhưng mình có mối sẵn rồi mình hái ngàn ít đó. Mình bán từ từ á con, nó dạ. Cũng ngọi được chút đỉnh. Dạ. Tại vì năm nay là phân thuốc nó mắc quá, mình bán xài lái thì mình dạ, anh hai chào cả nhà đi. Nay anh hai ra vườn thấy xài nữa ta. Đi vườn cả nhà ơi. Dép này của anh vậy? Dép của anh Mập. Ảnh đem theo mà ảnh không có mang rồi cả nhà. Ảnh nhà quên hai chiếc. Dép này. Ảnh nó mang xài nó tép. Ảnh để dành ảnh chạy xe nó mang leo lên cây xài. Vậy mà còn tiếng hả cô ạ? Leo lên cây xoài sao quên chứ gì. Mình nhét vô đây luôn. Đó, nhét này nè. Mình lại đây cây kia mình bẻ đây. Giờ mình bẻ thêm mớt thôi cô bà ơi. Bẻ thêm mớt không? Nó no mình mới bẻ nè, trái này nó chín cây nè. Mình bẻ cô chú anh chị, ví dụ ở cao thì mình bẻ bằng lòng, lại bẻ tay không tới, còn thấp thấp mình bẻ tới mình bẻ bằng tay á. Mình bẻ cho nó cũng có cuốn vậy nè, rồi tới chừng mình chắc vô cần đó mình bẻ như vậy nè, cho cái trái xoài nó không có bị mũ á, nhưng nó còn phấn á, trái xoài nó đẹp, với còn cuốn á, nhìn cái trái xoài nó cũng lịch sự nữa. Mình như mình hái không có sát cái cuốn ha cô bà. Không con, mình bẻ mình phải cho nó có cái cuốn một chút vậy đó. Nè, gì nè. Người ta mua á, cả nhà người ta mua mà người ta có cúng á thì để lên nó nhìn cái trái xoài nó cũng đẹp nữa. Để anh quay ra, như vô đây. Rồi, cảm ơn. Con phụ tiếp không? Ba mẹ thì con cầm cho dạ, con chắc vô xoài mẹ mới có hướng dẫn cho cô chú bên kênh Nắng Đẹp Miền Tây biết là cái cách hái xoài ở miền Tây mình như thế nào chưa? Hồi nãy là cô ba có nói rồi sơ rồi. Về phim hỗ trợ thêm đi. Bây giờ phụ bé Như ha, bé Như nó xuống đây có mình nên nè. Cái sự nó, bé Như nó cũng thích bẻ xài đó. Rồi, cái xài theo phụ thì con cũng biết bẻ nè. Thơm quá. Nhưng mà bẻ cái trái thường thường mới được hả cô ba? Mấy cái trái mà em thấy ha, em thấy mấy cái trái mà nó đỏ đỏ đầu vậy nè, ở trong là nó vàng hết trơn. Cái này em thấy ví dụ như mình muốn bẻ đúng không? Mình bẻ hay ví dụ như hai trái này muốn bẻ em kéo xuống đây anh chị cho. Bẻ nguyên cuốn trên đây. Đúng rồi, mình nó có cái ngắn cái khớp trên đây nè, mình bẻ như vậy á là nó không em bẻ như có cái khớp vậy đó em hiểu không? Dạ. Còn ví dụ như em bẻ em lật ngang đây là nó bị em nó không cần mình lấy nguyên cuốn vậy luôn ha. Con để riêng hồi nó cô ba chắc vô cái cô ba dọn nó lại. Dạ. Nó trái dưới mà nó vàng nó đỏ đầu chín. Còn thường ví dụ như mấy cái trái trên cao là mình phải có cái lòng như vậy nè để mình thọt lên mình bẻ cho nó dễ. Rồi mấy trái trên cao thì nè cả nhà mình phải có cái lòng mình bẻ ha. Đây, cái phóng to ra nha. Đó. Hồi xưa thì người dân mình chưa có biết chế tạo ra cái cây lòng như vậy nè cả nhà. Người ta cái này kêu bằng cây vợt, còn hồi xưa thì nó làm bằng cái lòng tre á. Người ta mổ vậy nè rồi người ta bùng nó ra, người ta thọt cái vòng mà dây chì vô á. Ăn cho cái nó dòng ra gì nè, người ta làm cắt cái miệng cái lòng này á, thì bây giờ người ta đương bằng chỉ cả nhà. Rồi ở đây là người ta có đặt hai cái miếng lưỡi dao nè, người ta mài cho bén á, để khi mà mình thọt cái xoài nó rớt vô đây rồi mình kéo cái cuốn nó lại đây thì có cái lưỡi dao nó cắt á. Gì nè, cái như vậy nè đó. Đó, vậy đó. Mình hay hiểu ta. Cái cuốn nó vừa bén mà nó vừa đẹp nữa. Dạ. Chị bén ghê luôn. Cái điện thoại bé Như nó ô nhiều quá anh không biết, anh bấm rồi nó cà giật. Điện thoại em cà bắp. Này mình bẻ mình cũng lựa tiễn. Trái đâu thấy nó vàng thì cô ba ơi. Ngon không con? Trái mình nên đó. Dạ. Mình bẻ mình cũng tiễn đó cả nhà, mình bẻ từ từ. Trái này nó chín rồi. Trái ở trên nó cũng chín. Cái này mình bẻ mình tiễn nên là mình trái nào đỏ đầu mình mới giật. Còn ví dụ như nó vô mùa rồi trái nào cũng chín chân thì mình bẻ nó dễ hơn. Chứ mình bẻ nha, mình đi bán nhà mình bẻ trái nào được thì mình ra mình mới bẻ, còn chưa được thì mình đem để đó mình bẻ sau. Trái nào khó bẻ đây đó khó. Chú con bẻ hay lắm. Quá to rồi. Cao ở đây hồi chú con bẻ đây nè, trái này nó chín nè, chín cây nè bé Như. Có cái cuốn đẹp ha. Con thích xoài này ghê luôn, nó thơm ghê luôn Nó thơm mà nó ngọt hết con. Nhà con ăn cơm á hay gọt xoài này chín cây ăn cơm á. Nó ngọt. Con ăn cơm với xoài cũng ngon, tính ra con ăn ngon hơn ăn với dưa hấu á. Dạ. Mình tỉ vậy nè, con đùm mình lựa cái trái nào mà nó no đó. Nó no thì mình gần cái cuốn nó chảy mũ các bạn. Nó tại đùm nó 4 trái. Nè, Như quay đi anh đẩy xe lẫn. Dạ dạ. Đây đó. Ở đây đây anh chỉ cho ông bà cô chú biết cái cách mà mình cắt xài xuống làm sao để cho nó không gãy cái cuốn á. Dạ. Dương Út đi mệt rồi Dương Út. Đuối hả? Ngồi à. Giờ rồi, mình để xài đây mình có cái xe gồ nó tiện ha. Xưa dắt đòn rồi. Cái xưa là một cần gì nè. Cái cần là đó gì nè. Đó. Xong có ngoài hai cái cọng dây vô, xong để dài giác. Cần gì là trung bình là 60 kg. Mà hai người xuyên về Rút xưng dây luôn. Trời ơi, dây xưng luôn á, về xưng vô hù á. Con học lớp 8 lớp 9 cái giường mà chính lục bệnh á. Đó. Khiên xào chính lục khiên ngang cái dây gạch luôn á. Lớp 6 lớp 7 là đi xịt. đi xịt mà đó làm gì mà có vụ mà cái máy mà mình bơm nước như vậy đâu có đâu, cái mương vậy nè múc, phải lội xuống dưới xong rồi cái múc, một cái thùng này nè đó, hai thùng này phải ở dưới khiêng lên bờ đổ vô đó, quay là 200 mét. Giờ cái gì nó cũng tiến bộ ha, mình đỡ mệt hơn rồi đó. Cho đó khiêng không chịu gì nói, bởi vậy hồi đó nhớ còn đó xúc nước á. Còn ví dụ như mà mình chắc gì nè đó, mình thấy cầm cái cuốn gì nè đó, cầm cái cuốn gì mình chắc nó theo cái chiều gì nè để nó không bị gãy cuốn. Dạ. Mà nó... Anh hai này chừng nữa chắc nói nghiệp chú quá. Thấy có kinh nghiệm quá nè. Thì chắc vậy quá à. Để mình chắc con nhà tông giống lòng cũng giống cánh. Nhà tông cũng phải nói nghiệp ông bà tổ tiên, tại vì ở đây ở quê thì nói chung thì làm nghề vườn không à cô chú anh chị. Thì cha mẹ làm vườn thì chắc con cũng phải làm vườn. Theo anh hai coi. Cậu hai làm theo anh hai chỉ đi. Anh hai của cụ đâu. Có nhà già thấp vậy nó mau không? Có nhà thấp nè. Đúng rồi, cũng được. Như trái xoài mà nó gãy cuốn mà nó chảy mũ, cái trái xoài nó đẹp mà. Nó mình có để riêng không ai? Cái đó trái đó mình để riêng. Nó dính mấy trái kia là xấu mấy trái kia luôn. Dạ. Bị gãy cuốn. Xấu người ta chê ha. Làm em bán được giá luôn. Mình ấy vô nó chảy mũ á, nó chảy mũ xuống mình giao bạn hàng nó bán được. Thấy nó sầm vậy cho mà nó chín rồi nè. Rồi gọt ra cho cô chú anh chị bên trên nó bên tay xem. Hồi nãy Quỳnh Như nó có đâm chén muối ra cả, nó biết là bé xài rồi. Còn đến gan xài sống đó. Có cái cọng dây luôn hả? Mấy cây cao nè, con phải chèo lên, con mới lấy cái chạc nhỏ nè, cột dây lên, con bẻ con thòng xuống nè. Quỳnh Như lại kéo cái chạc vô để... Cái này... Con tháo dây ra hả chú? Hỏi em. À, giật dây xuống. Dạ. Thường ở đây thì mấy cái xài cao là mình phải leo lên gì nè cô chú anh chị, tại vì ở dưới mình thọt cái lồng này không thôi. Rồi mình khi mà mình lên gì đó mình có cái chạc chứ cũng vậy ha, mình cột vô để mình thả xuống. Còn mập thì lại leo mỗi ngày, mập quen rồi. Tại như là ngày nào mà mập không leo mập buồn. Thế này giống không? Bẻ dừa nè, bẻ dừa mình cũng có không dây mình cột vô dừa hết chút. Bẻ nhãn vậy đó. Để nhãn mấy nhãn lão á. Rồi dắt đi, Bình Như dắt đi. Rồi mấy trái bự bự không? Nặng. Thôi nè, em quay đi. Tại anh mập kìa. Bây giờ anh uống cà phê rồi tán trên nè. Để uống cà phê đi chú ơi. Mập bẻ mấy trái này chín lắm. Rồi, đưa ra. Bẻ thì cũng mau mà chờ mưa bẻ cũng được. Dạ. Cà phê để cho mọi hai đạp đi, em chắc đi. Giờ chế làm gì em đi chế. Cần luôn nha. Mình lấy cái cần gì nè cả nhà. Rồi mình cũng lót cái giấy ở dưới á. Cho mình chắc cho nó đừng có bị cái này là giấy mình lót rồi đợt rồi nè, bây giờ mình cuốn xuống. Rồi mình lót ở dưới này cho cái xài nó đừng có bị cắn dập tích á. Rồi mình sẽ lót giấy mới lên. Lót bằng giấy báo cả nhà. Giấy báo này phải mua hả cô ba? Mua á con, mỗi một mùa vậy cô ba mua mấy cây vậy đó. Tại vì lót nhiều lắm. Mình lót qua vậy là tới 5 tờ luôn đó, 5 tờ rồi mình lót ở dưới cái đáy cận 2 tờ nữa là 7 tờ. Vì mình kỹ chứ con thấy nhiều người ta cũng làm đại đó cô ba. Ừ cô ba làm kỹ lắm con. Xài là mình xịt nó đẹp rồi mình bẻ nó đẹp rồi thì mình phải chắc cho nó đẹp đặng tới cái chỗ cho cái người bán người ta đẹp cho người ta dễ bán. Nó tới cái bước này rồi mà để xài dặn nó uổng. Bởi vậy. Nè em xem nè, là 9 cây là nó vàng vậy nè. Này là chín tự như trên cây 100 luôn nghe cô chú anh chị. Ngọt lắm đó con. Xài ngọt tự nhiên luôn. Xài đầu mùa ngon lắm. Ở quê á đi lại chợ bán cái mấy cô chú người ta ở chợ người ta mua cái người ta nghe mình nói xài đầu mùa cái ta thích lắm. Dạ. Đồ đầu mùa thì dạ. Cũng ngon hết. Cũng có nhiều cô chú nói là thấy mưa rồi sợ bị con ong nó đục đó con. Dạ. Nhưng mà không có, ở đây thì lâu lâu thì mấy cô chú cũng treo cái thuốc để đuổi ruồi rồi đó. Dưới mình cũng xài một ít thuốc để cho nó dưỡng da vậy đó. Rồi dạ. Cái mấy cái con ong đó nó không có lợi, nó sợ nó không có lợi. Dạ. Không có đi Anh em hay chuẩn bị pha cà phê cho mấy cô chú nghỉ giải lao. Thấy chén mưa của Quỳnh Như đem cho chị thử đi Dương Út, thử đi Dương Út. Dương Út lấy đi, Dương Út cho bột xoài ăn đi. Mình đi, mình có chuẩn bị chén mưa ớt nữa đó. Không thể chờ bạn nữa phải không? Không chờ bạn nữa đâu. Cái này mình Dương Út thử cho đó Dương Út. Mình thử phải miên cái vỏ mới ngon. Đập á. Đập thử không? Đập ăn đi giỏi mới ngon. Ôi, vàng nè, nó đập cái đó, nó dập lại cái thịt nó đỏ nè cô chú anh chị. Cái cốc vậy mình ăn mình đập nhìn nó với lại nó không bị chua. Cái già nhìn thấy già liền quá. Nó không bị chua nữa nè, thử đi. Đập nó chấm mắm đường nó ngon hơn. Ớt này cũng đủ chua hết nổi chết chết thiệt quá. Mình mời cả nhà nghe. Dạ. Ôi, chảy nước miếng rồi Vũ ơi. Miếng luôn rồi cả nhà ơi. Quá đã nè, em ơi vô đây ăn vậy hả anh hai, ăn vậy mới đúng cách đó. Ở đây anh ăn vậy không à. Mày cả nhà nha. Nay rồi cho chị miếng ai sao mà chị uống quá trời luôn rồi. Mai của chị không nổi nữa, chị không nổi rồi đang pha con nói cho con nữa nghe. Chấm miếng muối ớt của Bình Như đâm kìa. Đâu mà hai ăn thấy hèm không? Mày cả nhà nha. Ăn ớt khủng. Rồi chén muối ớt của mình đâm nè. Rồi chấm luôn. Chị hai chấm cho Bình Như miếng chị hai nè. Đó. Thì con miếng đi chứ hồi con nói chuyện được. Con nói chuyện không được. Rồi con. Rồi con. Rồi tới con. Quá trời luôn cả nhà ơi. Phải người miền Tây á, chân chắc mặt hà ha, có nghĩ sao nói vậy nha. Ăn gì nó phải đáo hả chị? Người miền Tây mình là hái trái cây ăn tại vườn luôn. Ăn tại vườn là nó chất lượng nhất. Dạ. Wow. Ngon mà hai, ngon mà hai. Ngon quá trời ngon luôn. Mà hai quả pha cà phê cho đậm đà luôn nè. Cho cậu hai mới được. Ngủ liền hai cô ba hai không ngủ được. Sáng đêm luôn. Ôi cậu nhái luôn. Hồi hôm Hương pha cà phê là Hương hỏi có ai ăn nhái không rồi. Hai đi bắt. Món gì ăn về đãi như xuống rồi ăn rồi sẽ vui ha. Quá trời đầm xài. Đầm xài rồi kìa. Rồi đầm luôn. Quỳnh Như xuống rồi cái ngay trên mà nhóm mình đi thu hoạch xài á cả nhà, cho nên là chưa có đãi cho Quỳnh Như gì hết để nhóm để xài. Như nhậu ngủ đế rồi không chịu nhậu rượu đi. Anh mập còn thùng rượu ngâm nữa năm trời. Đi sống giùm nhậu ngủ đế thôi cô ba. Chiều nay cậu hai rủ tư tèo rồi ra tẩy ngủ đế đi. Rượu đế thì nhà có anh mập ngâm thùng rượu quách đó. Thì mình tách xài ra nữa chắc được rồi đó cái như đi bịt miệng gì gói miệng gói nữa bớt nhuyễn nhuyễn. Cô chú anh chị xem nè, xài này là nó chín cây trăm nha. Bữa nay mình mượn máy của Bình Như mình quay luôn. Nói cho cô chú anh chị biết ha. Cái này là chín cây nè. Cái này là do là nắng với mưa mà cái này nó quay quanh mài nhiều quá nên mình bị nám. Bẻ cây nào á? Anh hai bẻ anh bển. Hai cây lít bè đó thôi, anh bẻ là hai cây đồng đó. Mình chắc như nè cô chú anh chị. Cũng như tùy theo giá thì mình chắc tốt, lộn chắc giá cao thì mình chắc theo tốt. Còn cái giá vừa, còn cái giá thì chung vậy đó. Còn chín cây thì mình để ra riêng vậy nè. Mình có người ta mua chín cây thì mình để riêng, mình làm riêng vậy đó. Để chín cây ra riêng ha. Chứ để chín cây ra riêng đi chứ. Tại vì chín cây người ta mua riêng, mình sống mình để riêng. Ôi trời nha, cái này mà không gầm quá trời gầm cái nhà. Gầm mà mưa cái là mập nghỉ bẻ nữa đó. Mưa xuống cô chú anh chị xài mình nó bị úng đầu. Mưa xuống mà bẻ trái xài ướt là qua đêm sau là trái xài nó bị úng. Bởi vì sợ trời mưa. Mình bán cũng được nhưng mà bán vô rồi cái bạn hàng người ta để không được lâu á. Cái người ta bán không được lâu cái nó bị hư cái cũng tội nghiệp ta. Cái nước sông á thì nó không hư nha, mà nhưng mà cái nước mưa ngộ, nước mưa mà trái xài mà vẽ ướt gì phải không, chắc vô cần là qua 3 ngày sau là úng cái đầu để cho cái thú. Nó kỵ á, nó kỵ nước mưa á. Còn nước sông thì không sao. Rẫy thì nó. Giờ thì cô ba cũng đã xách vô được 4 cần rồi. Một cần vậy là trung bình khoảng nhiêu ký hả cô ba? Cái cần này mà nếu mà đầy là có khoảng 80 kg đó con. Dạ. Như cần này là có khoảng 80 kg nè. Dạ. Cái này là cô Ba nãy có phân loại ra là một cần cái giá khác không? Giá khác con. Nhưng dạ. là tốt nhất thì giá cao một chút. Dạ. Còn vừa thì giá vừa vậy dạ. đó. Thì ví dụ như bạn hàng người ta đặt ra một bao nhiêu ký một cần vậy đó. Dạ. Thì mình vô đủ số lượng vậy đó mình giao người ta con. Dạ. Rồi cái này là tối là chú chở vô Sóc Trăng giao cho người ta. Cái này là chú rồi ra ngoài lộ rồi dạ. cái đem đi lợi xe tải á. Dạ. Rồi tại vì 4 cần này chú chở không hết. Dạ. Rồi mà vô cái chú chạy theo xe vô chổng cái chú đi giao cho từng người á. Dạ. Nay xài giá có đỡ hơn chưa cô Ba? Đỡ hơn chú rồi à, con cũng ổn. Dạ, vậy cũng mừng. Đỡ hơn vũ rồi. Hiểu thôi, làm cực quá mà giá không có nhiêu hết. Vũ rồi bán trả tiền thuốc rồi là cô Ba què vốn đó. Cô Ba với chú 4 tháng bỏ tiền công. Dạ, bỏ công. Thôi vụ này lấy lại đi. Chắc là có lý à. Vậy là giờ chú chở về nhà ha. Chở rồi, chở từ lộ á rồi mình hồi xe tải lên nó dạ. chở. Dạ. Lộn. Trời ơi, cái xe bị thương nữa hả? Cặp vô miếng màu cao hả? Tại mập á, chở 2 giỏ vậy nè. Dạ. Kè 2 giỏ hai bên vậy nè. Dạ. Cái giỏ nó trúng vô cái bồn nó bị chách, bị cháy cái giỏ. Bị cháy cái nào? Nhiều cái rồi, mấy cái kinh nghiệm. Cái đó ba của anh Mập làm đó. Giờ cậu hai với lại chú xe đủ ra đủ ra đủ cái nữa đủ ra nặng lắm rồi cả nhà ơi. Để em đá cháu em dựng cho cháu ra được rồi. Chở ra cũng khó con. Dạ. Cái đường này mình phải chạy theo cái nếp này nó cũng đắt á. Này mình có kinh nghiệm mình quen đường mới chạy được ha. Gặp con chắc xuống mương hết đó. Đi vòng hồi ra lộ cũng xa lắm. Dạ. Ăn 2 đá nữa kìa. Cái xe để cái giường nữa. Cái xe giờ để Con thấy nó cũng không còn gì nữa. Cái đường này cũng khó chạy à. Đường này có ai chạy được không có ai?